Hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Rain.network. Đây là cái trang web chính thức về cái dự án này. Về cái dự án Rain Network này, thế hệ thứ hai của Ethereum. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ để nhận được cái ưu đãi. Và ở dưới đây là những cái điểm nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh khác trong cái đối thủ trong cái blockchain về Ethereum hay Ripple, Bitcoin hay Bitcoin khác, Litecoin. Thì ở đây cái Rain Network này có những cái giá chuyển đổi như là phí là không có phí và lớn hơn 100.000 giao dịch trên một giây. Về Brave khám phá các tính năng và chức năng của Brave cốt lõi thì tính năng của Brave này bằng chứng được ủy quyền tùy chỉnh của cổ phần CDPOS, giao thức chống đạn cho bảo mật mạng blockchain linh hoạt, công khai và riêng tư, giấy phép blockchain bảo mật doanh nghiệp, phí giao dịch không, Brave Pay, Microtransaction, hệ thống giao dịch DAMTS, phòng thí nghiệm nghiên cứu Ray, Ray 3S, Quarklet, bằng chứng lượng tử, tuân thủ GDPR. Một cái blockchain, Ray Network dựa trên công nghệ blockchain hoàn toàn mới đang được phát triển và cải thiện mọi lúc. Trong một vài năm thì công nghệ blockchain đã ngày càng được áp dụng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mà giữ công nghệ này trở lại từ chính thống thì Ray Network đang tìm cách giải quyết nhiều những vấn đề này. Tiền điện tử Ray Network là một cái cryptocurrency nhằm mục đích cách mạng hóa cái trải nghiệm của bạn trong thế giới tiền điện tử. Thì chúng tôi đã xác định các vấn đề tiền điện tử để phổ biến khác nhau từ khả năng sử dụng đến các hệ thống phân tán hoạt động. Thì chúng tôi đang áp dụng các tính năng đã biết trong cái thế giới tiền điện tử như giao thức chứng thực DPOS và giao thức đa thuật toán, nhưng chúng tôi đã sửa với các tính năng để áp dụng đáp ứng với nhu cầu của cộng đồng và quyền bảo mật riêng tư. Thì chúng tôi đã đạt được cái sự riêng tư bảo mật bằng cách chọn thuật toán đúng và giao dịch cực nhanh với cái phí không đồng và bằng chứng được ủy quyền tùy chỉnh của các cổ phần và hệ thống giao dịch đa MTS. Vấn đề là các ngành công nghiệp cần một cái blockchain cần được bảo mật và riêng tư thì người dùng tiền điện tử nói chung và yêu cầu phí giao dịch thấp, tốc độ nhanh và bảo mật. Thì giải pháp mạng blockchain linh hoạt PFBN thì chúng tôi có một cái giải pháp cho cả hai, đó là một blockchain an toàn riêng tư cho các ngành công nghiệp và cryptocurrency an toàn nhanh chóng cho người dùng chung. Thì nhóm kỹ thuật của chúng tôi đang làm việc trên cái mạng lưới khối chuỗi linh hoạt có thể chuyển đổi giữa người dùng chung và doanh nghiệp theo yêu cầu của người dùng cho nhu cầu của họ. Tiến độ đầy đủ đã được thực hiện và sản phẩm cốt lõi giới thiệu đã được tiến hành để chứng minh khái niệm FBN. Thì giao thức chống đạn này được để triển khai mạng chuỗi khối linh hoạt và giảm chương trình giảm giá riêng tư. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ với cái phòng thí nghiệm nghiên cứu Ray, quan hệ đối tác các chúng tôi với các trường đại học trên toàn thế giới. Thì Ray đối tác của Ray là Crypto Fusion. Các bạn có thể tải xuống cái giấy trang web rồi để tìm hiểu thêm chi tiết hơn. Với cái đội tổng sáng lập ở đây là giám đốc điều hành là Uma Sapit, giám đốc Thomas Beko, trưởng phòng là Michael Lexi, giám đốc kinh doanh là Michael Gelat, cố vấn cũng có Ismail Maklis, Daniel Stipit, tiến sĩ Mathis Korkov, Simon Eli Belling, Mark Baha Kennedy, Tony Neneman, Mohamed Salih, Subhat Chatterjee, George Cholotter, Thomas Leditch, Savigon, Vladimir Barkov. Đối tác kinh doanh gồm Pankaj Gupta, Kelly Hesse, Danifa, Aninavi, Johnson Co, Pandi Basan, Omer Alam, Robert Smith và Samit Agami, Elisu Blit, Dari Philip Amara, David Bokno, Darin Luka, Sarik Buk. Quản lý doanh nghiệp cũng có Hansoje Matlock, Abid Malik, Ama Davido, Ronald Oster, Kinder Jay Felix, Tuhan Chen, Dari Sud. Nhóm phát triển blockchain cũng có Market Kusuke, Husan Somi, Sakutech, Nami Lazic. Đây là mind map và của dự án này bắt đầu lên từ quý 1 2018. Quý 2018 bắt đầu phải sẽ trang web và đăng ký Raiden Quốc văn phòng tại Anh. Quý 3 2018 thì chương trình giảm giá điện tử và bán trước. Quý 4 2018 thì bắt đầu đối tác phát triển và huyện thành lập mà quý 2019 bắt đầu phát triển trên mainnet và nhiều thứ nữa. Thì đây là cái ví của Ray 3S an toàn bảo mật và thông minh. Các bạn có thể tham gia cộng đồng tìm vòng chúng tôi trên Twitter, Facebook, Telegram hay Reddit. Đây là cái trang web chính thức của dự án này. Các bạn có thể lên đây để tìm hiểu thêm chi tiết hơn về cái chương trình này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video. Xin cảm ơn.